Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị một mẫu đá canxit, đá nhũ canxit. Chất đá thì hoàn toàn là thiên nhiên tự nhiên quý vị nhé. Một viên canxit rất chi là to. Quay từ trên xuống dưới quý vị cùng xem này. Bên này thì có cái bề này, bề rộng này, nó là 35 cm, bề ngang này nó là 30 cm. Độ thông đèn của đá cũng rất là tốt, quý vị xem này. Đấy, soi đèn vào thấy độ thông đèn nó cực kỳ là tốt luôn, dòng canxit thì thông đèn nó tốt. Quý vị cùng xem độ thông đèn của đá thì nó cũng tương đối là ok. Quý vị thấy những điểm mà thông đèn rất là tốt. Đá thì là đá nguyên bản tự nhiên quý vị nhé. Canxit thì thường ở trong các cái nhũ, các cái hang động nó có canxit. Gần như các cái núi đá ở đây là nếu có hang động là sẽ có canxit. Một mẫu canxit viên này thì có khối lượng là nặng là 21 cân 6. Một mẫu canxit hoàn toàn là đá thiên nhiên tự nhiên. Quay phía dưới quý vị cùng xem. Và hiện cái viên canxit này tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 950.000 đồng. Nếu quý vị nào có nhu cầu muốn sở hữu hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo theo số điện thoại này cho tôi. Chỉ cần để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ ship hàng đến tận nhà cho quý vị. Khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên thì khi đó quý vị chịu giúp cho tôi cái phí ship. Cam kết là chuẩn đá thiên nhiên tự nhiên. Nếu quý vị phát hiện không phải là đá thiên nhiên tự nhiên thì tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng, cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, kiểm tra, giám định đối với sản phẩm. Quý vị có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo số điện thoại 0354 099 099. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào mà hàng ngày kênh Đá Phong Thủy sẽ giới thiệu đến với các quý vị. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, và nếu có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo số 0354 099 099. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.